Chào mọi người, lại là mình đây nha mọi người. Mình là Tỉnh KK Vlog đây. Hôm nay đứng bên cạnh mình là Thẩm Nguyên. Ôi, okay. Bên coi Thẩm Nguyên coi bên cạnh bên tay trái mình là Thẩm Nguyên. Con tên gì? Hà Quốc Hưng. Đó. Thôi mình cũng kính chúc mọi người một ngày học tập và làm việc vui vẻ nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ khởi động các bạn học viên bơi tại nhà văn hóa xã Phước Hưng nha mọi người. Thì buổi tập khởi động như thế nào thì các bạn hãy theo chân mình nha. Rồi tiếp theo là động tác tay ớt hoặc tay ớt. Tay ớt cũng gồm 4 nhịp. 1 là tắt tay, 2 là đề nước, 3 là ôm nước, 4 là chủ thủ tay. Sẽ là mình nhớ tay ớt cũng gồm 4 nhịp, chân cũng 4 nhịp mà tay cũng 4 nhịp. 1 là tắt tay, 2 là đề hoặc là kéo nước, 3 ôm nước, 4 chủ thủ tay. Rồi tất cả các bạn làm theo thầy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rồi
Rồi các bạn nào mệt không? Rồi tất cả các bạn thở nước luôn đi, thở nước 10 lần đi. Rồi chưa? Rồi xe đứng lên, đứng lên. Được chưa? Bạn nữ sau quay lại, bây giờ tiếp tục là bài tập thở nước rồi, bây giờ là cái gì nữa? À, nước nước, bài tập nước nước. Rồi tất cả các bạn quay lưng lại. Rồi, quay lưng lại chiếu. Rồi, làm nước nước. À, nước nước này, nước nước. Cách này, phải như này. Cách này, phải nước nước. Rồi, 1, 2, 1, 2, 1. Rồi. Rồi, số 1, chuẩn bị nha. Nước nước các bạn nhớ là cách đây sẽ nổi nước nước ra thôi. Sẽ nổi nước nước ra thôi. Rồi, số 1 đâu? Giơ tay lên thôi. À, số 1. Rồi. Ba bạn số 1 chuẩn bị nước nước nè. 1 2 3 đặt thành nước nước ra thầy ơi. Nước nước thôi. Rồi, lại các bạn đặt thành nước nước thôi không? Các bạn đặt thành nước nước thôi. Rồi, rồi làm. Mình đặt thành nước nước sẽ nổi thôi. Đây. Rồi số 1 chuẩn bị nha. Nước nước. Vâng, vâng ạ. Đấy, số 1 ạ, bạn ăn tính này số 1 ạ. Rồi số 1 chuẩn bị. 1, 2, 3. Đi. Đó. Rồi. Rồi. 2, chuẩn bị. 1, 2, 3. Đi.
bạn chuẩn bị. Số 1 chuẩn bị. Đặt cho hết chuẩn bị này, số 1. 1 2 3 đi. Đặt cho hết, nhanh đặt cho hết thôi. Rồi. Số 2, số 2 chuẩn bị. Chuẩn bị. Đặt cho hết thôi. Đây là những gương mặt học viên tiêu biểu của hồ bơi Phúc Hưng nha mọi người. Đây, các bạn chuẩn bị bơi này. Chào các bạn, chào đi. Chào mọi người. Chào mọi người, các bạn chào đi. Đó, vậy đó. Rồi. Học viên mình mà nhóm bên kia là học viên nhí đang bơi nha mọi người. Rồi tất cả các bạn chào mọi người đây. Thanh. Rồi. Rồi các bạn ở đây. Các bạn học viên chào thầy đây. Khoi nha mọi người. Rồi các bạn chào đây. Rồi các bạn chào đây. Rồi chuẩn bị là học viên ngồi ở trên bờ là bạn Phước nha mọi người. Rồi các bạn chào đây, chào mọi người. Rồi chào các bạn. Rồi da cút lặn sâu, rất là sâu luôn. Rồi các bạn. Rồi bây giờ là tiếp tục là các bạn sẽ bơi 3 vòng 4 vòng ở hồ bơi Phúc Hưng nha mọi người. Rồi các bạn hãy theo dõi các bạn bơi như thế nào thì các bạn hãy xem. Đây là toàn cảnh hồ bơi Phúc Hưng tại nhà văn hóa xã Phúc Hưng. Rồi chuẩn bị là học viên chuẩn bị bơi 4 vòng hồ bơi nha mọi người. Rồi chuẩn bị là thầy bá sẽ cho các bạn bơi theo nhóm. Rồi các bạn chuẩn bị là bơi 4 vòng hồ của hồ bơi Phúc Hưng nha mọi người. Rồi các bạn số 1 chuẩn bị. Đi. Số 2 đi. Số 3. Số 4. Trong suốt quá trình đào tạo các em 15 buổi tập thì các bạn đã bơi được kiểu bơi ớt. Rồi tất cả các bạn thở nước đi, mỗi bạn thở nước 10 lần đi. Kết thúc đường bơi là các bạn thở nước 10 lần đi. Rồi bạn Bảo rất là giỏi. Bạn Bảo rất là giỏi. Bạn Bảo thở nước xong trước các bạn thấy chưa.
Rồi, tiếp tục là đường bơi thứ hai. Rồi, rồi tất cả các bạn chuẩn bị, số 1 chuẩn bị. Rồi, bạn nào số 1 là chuẩn bị mang kính rồi vô. Chuẩn bị, số 1, đi. Số 2. Số 3. Số 4. Rồi, bạn ba. Bạn báo là dìa đầu tiên nha mọi người. Cố lên các bạn. Bạn Gia đang tập bơi sải nha mọi người. Bạn Gia đang tập bơi sải. Bạn Gia ớt cơ bơi sải lắm. Đây là bản báo lớp trưởng của lớp hồ bơi Phúc Hưng nha mọi người. Bản báo bơi rất là giỏi luôn. Bơi về đầu tiên. Đây, bản báo á. Rồi, các bạn của mình này. Rồi bây giờ là mình tiếp tục mình bơi một dòng thứ hai đó, thử có thắng bản báo nha. Nha. Nghe coi. Rồi, tất cả các bạn chuẩn bị bơi xuống một vòng rồi bơi lên một vòng nữa là kết thúc đường bơi. Rồi, số 1 chuẩn bị. Đi. Số 2. Đi. Số 3. Đi. Số 4. Đi. Bạn báo là về đầu tiên rồi nha mọi người. Các bạn học viên rất là giỏi luôn. Rồi tất cả các bạn gì cuối đường bơi ơi, mình thở nước đi. Đây là nhóm học viên nhí của hồ bơi mình nha mọi người. Đây có Ba nè, Thanh nè. Rồi các bạn chào mọi người đi. Rồi nhóm học viên nhí của mình nha mọi người. Rồi các bạn chào thầy ơi. Rồi các bạn ngồi đứng thở nước này, thở nước là chuẩn bị anh chị bơi về này đó, học viên nhí của hồ bơi mình này. Rồi tất cả các bạn chuẩn bị này. Số 1 chuẩn bị. Số 2, đi. Số 3, đi. Số 4, đi. Rồi, bản báo cũng gì là đầu tiên nữa nha mọi người. Bản báo rất là giỏi luôn. Các bạn đã kết thúc một đường bơi mới.
Rồi tất cả các bạn thôi nước đi, thôi nước 10 lần là bắt đầu là mình kết thúc video. Rồi các bạn thôi nước đi, thôi nước. Làm như một kèo bị xuống hơn, dập lên mình đi tàu chưa? Thôi nước đi. Rồi các bạn thôi nước đi. Bạn thôi nước đi, thôi nước đi. Kết thúc đừng bơi lại, bạn thôi nước đi cho nó khỏe. Rồi. Phước. Đây bạn Phước, bạn Phước là ngồi lên bờ này. Phước ngồi lên bờ đây. Rồi bây giờ là mình sẽ cho bạn Bảo bơi một vòng hồ bơi của Phúc Hưng. Coi bạn Bảo bơi bao nhiêu giây nha mọi người. Các bạn hãy coi bạn Bảo bơi bao nhiêu giây nha. Rồi chuẩn bị, action. Rồi tiếp tục lên, tiếp tục một vòng nữa. Rồi chào bạn Bảo bơi sải lên luôn. Bạn Bảo bơi lên xong là bạn bơi le lử luôn nha mọi người. Rồi Bí Bảo đã lên kết thúc hồ bơi trong bao nhiêu giây các bạn? Không, 10 giây. Một phút. Bạn Bảo đã bơi lên đúng một phút luôn, bơi một vòng. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo nha. Bye bye bạn bè. Bye bạn coi. Rồi xin chào mọi người. Rồi hôm nay mình sẽ kết thúc video từ clip tại đây nha mọi người. Các bạn nào mà thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký kênh, một share và một comment để cho mình có động lực mình ra các video hay hơn nha mọi người. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Chào thầy Bảo. Chào Phước. Chào các bạn nha. Hẹn các bạn các video tiếp theo. Các video tiếp theo.